Tại vì khi túi nó quá lớn á, thì cần cái khoang lớn. Khi cái khoang lớn mà mỗi lần ấy nó đẩy lên dài nữa thì cuối cùng nó thành khoang chật. Cho nên nếu mà đặt cái túi quá lớn thì tư thế nào em sờ vào túi nó sẽ bị cứng. Xương lồng ngực đầy và dài ở vùng nửa trên. Lồng ngực dạng ức gà. Đỉnh của khe nằm cao hơn so với chân lâm vú, so với cuộc lâm vú khoảng 5 cm. Lồng ngực bên trái cao hơn lồng ngực bên phải. Xương lồng ngực bên trái cao hơn lồng ngực bên phải. Đó, đó là cái những cái bất thường của lồng ngực em. Bây giờ bắt đầu nhìn xuống ha. Bình thường ha, một người mà nó không phải là ta em đấy nè, cái vùng cao nhất của em nằm đây. Em thấy không? Chính vì nó nằm cao nó nè, em thấy không? Ở đây. Thì cái ngực của em nó đang nằm ở trong này giống như cái thung lũng á. Em thấy cái ngực em xuống nào không? Nó lõm xuống ở đây ha, nó cú cái tay xuống này. Chính vì vậy cho nên nó là mình cần đặt một cái túi, mình chọn một cái túi nó nằm ở trong vùng này, vì ngực nó chỉ chân ngực luôn luôn làm được. Có nghĩa là em làm gì là cái chân của túi nó cũng chỉ nằm ở đây, thì có nghĩa là cái túi nó đang nằm ở đây. Khi túi nó đang nằm ở đây mà cái lưng này nó cao, nếu mình chọn một cái túi cái độ dài nó mỏng quá, cái gọi là độ nhô nó mỏng quá, thì dẫn đến nó bị lột thỏng và nhìn vào nó bị lép, đặc biệt là nhìn ngang. Cho nên bắt buộc mình phải chọn cái túi đừng cao quá nhưng phải tương đối đủ về cái độ dài để cho nó phù hợp với cái lồng ngực này. Thì đối với bác, thứ nhất túi mình to, bác ở đây bác không làm túi khác. Túi mình to nó sẽ có hai dòng, một là dòng classic, hai là dòng extra. Túi extra cũng như túi classic mà độ nhô cao thì không phù hợp với em vì nó có quá cao. Ví dụ ở đây này em thấy nó dùng quá, extra là không phù hợp, không, tức là dòng độ nhô cao. Còn hai dòng luôn anh để ý rồi, nguyên dùng giống như cái nấm mà nó không phù hợp với em. Cho nên chỉ của em chỉ phù hợp với cái túi là dòng độ nhô trung bình cao thôi. Có nghĩa là cái này là ok, em nghe thì học. Mà không phải là dòng classic trung bình cao vì lúc đó nó thấp quá, cái dòng classic nó mỏng hơn. Thì do đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa em để ý khi cái này thì xu hướng tuyến của em này nó sẽ tập trung vào nửa dưới. Em thấy cách ngang này thì em thấy cái tuyến nó nằm ở dưới đại học, trên này nó không có. Thì do đó mình cần một cái túi khi ở tư thế đứng, cái túi nó không đổ gel xuống này nhiều nữa mà nó phải nằm ở đây này để cho cái vùng này đại. Em thấy không? Thì do đó là cái yếu tố thứ hai tại sao bác chọn cho em là túi extra độ nhô trung bình cao. Túi extra nó người ta bơm gel nó đầy hơn, cho nên dẫn đến khi tư thế đứng và tư thế nằm thì gel nó không dịch chuyển xuống dưới nhiều như túi classic. Còn khi em chọn classic á thì khi em đứng thì toàn bộ gel nó tập trung ở dưới này, có nghĩa là dưới này nó phình quá, trong cái này nó móp hết thì nó lại không phù hợp với em. Cho nên đó là cái thứ nhất là loại túi. Thứ hai là bác có nói là cái lồng ngực em á, là cái nó gỗ ở đây và cái rãnh này thì không thể khít được. Và thậm chí em để ý là cái vai gì em so lại lúc nào cái vai phải của em cũng cao hơn vai trái hết. Em nhìn cái xương này em thấy này gồ không? Em thấy này lỗ không? Có nghĩa là toàn bộ xương lồng ngực nửa bên này nó đều cao hơn này hết. Cho nên cái này phải chấp nhận, cái này không chỉnh được, cái này xương mà. Một cái túi nó đặt trên một mặt phẳng cao hơn và một cái túi nó đặt trên một mặt phẳng thấp hơn thì chắc chắn nếu nhìn ngang thì bên này sẽ cao hơn bên này. Nhưng khi mình giả sử mình nó nhiều quá, tức là cái vùng này nó lõm quá nè, thì lo đó mình đặt cái túi mình sẽ chỉnh độ nhô. Nhưng vì của em thì bác quan sát là bác xài đây thì bác thấy hai thằng cái độ nhô nó tương đối, nó chỉ khác nhau trên cái mặt phẳng góc này và góc này thôi, cho nên vẫn đặt hai túi cùng loại chứ không khác nhau. Vì có một số người thì phải đặt một bên cao bên thấp, một của em thì không có đó. Rồi bây giờ một cái nữa, cái khe em thấy nè, cái viền này em thấy nè, ở đây nè, nó xuất phát từ điểm này nó xéo xuống này, ngược lại cái thằng này nó đi xuôi hơn, thì cái khe này cũng khó mà chỉnh được. Có nghĩa là khi nhìn vào cái độ ngực ở đây, ở hai cái điểm mình lấy hai điểm đối xứng thì có thể chỉ điều chỉnh được. Khi em lại em đứng dậy vâng, nhưng mà từ nãy bác quan sát thấy rồi, em luôn luôn đứng dậy. Dạ, hiểu không? Vì cái nhìn kính đi à, cho nên là cái đó là một, chỉ có cái gọi là chỉnh tư thế quen thôi, chứ còn túi nó vẫn như thế thôi, và phải chấp nhận là cái khe nó không xứng gần được như người ta em nha. Rồi bây giờ em sẽ tích túi nè. Rồi đứng xe tới bắt đầu cái đường tính. Vô tay ngang không coi. Rồi nhìn xuống. Em ở dưới dây tay ngang nhìn xuống. Em thấy khi em dơ tay ngang thì em thấy tập trước cái này nó buồn buồn hơn nữa. Có nghĩa là cái đỉnh xương nó bị nhô này ra nữa. Khi đỉnh xương nó nhô ra thì túi nó sẽ bị nóng ra phía trước. Cho nên em thứ nhất là em cũng không nên đặt cái túi quá lớn. Tại vì khi túi nó quá lớn á thì cần cái khoang lớn. Khi cái khoang lớn mà mỗi lần ấy nó đẩy lên dài nữa thì cuối cùng nó thành khoang chật. Cho nên nếu mà đặt cái túi quá lớn thì tư thế nào
em sờ vào túi nó sẽ bị cứng. Nè em để ý nè, đầu sờ đi, sờ đi, em sờ này, phát này, rồi thấy không? Rồi bây giờ này, đào sờ đi, đấy, nó cứng không? Nó chỉ thay đổi khung xương thôi, chứ nó không liên gì qua gì cái túi hết. Cho nên đối với bác thì em chỉ đặt cái túi, cái kích thước nó phải đủ nhỏ hơn cái khoang của mình khoảng cỡ này. Để chi? Khi mình dài này, mình nằm mặt mình dài cái, thì cái túi nó được tán ra cái chu vi xung quanh, chứ vừa đủ là nó thành nhỏ. Hiểu mà? Dạ, giờ bác xem sao nó vừa xây với con. Đấy. Thích lớn hay thích nhỏ? Tính sao phù hợp như đừng phải to nhìn thô quá. Rồi để tay xuống bắt coi. Nó phù hợp với người mình á. Hiện tại thì tích mình này, cái này nó khoảng được 60-50, cái này cũng vậy luôn. Thì theo bác á, bác nghĩ nếu mà phù hợp nhất của em là 270. Và 295 bác sợ hơi lớn. 295 lớn nó sẽ bị cái tình trạng như bác nói hồi nãy, có nghĩa là giả bao sợ. Cái tư thế em đứng nhà ok, không sao hết. Nó vẫn quan, vẫn đủ. Nhưng mà chỉ cần đứng ngay xong ứng ngược cái là nó chặt. Dạ. Với sợ mặt đồ cứ nó coi em hiểu không? Lúc em vừa là sẽ cứng. Đúng rồi. Thì khi em ứng nhau một cái là bắt đầu nó rõ việc. Cho nên mình nên đặt nhỏ hơn một size. Nó vẫn đẹp, nó vẫn hài hòa với em, từ vì 270 mà cộng với 60 là 303 rồi. Em hiểu không? Thì nó là ok. Em nghĩ vậy.